vào livestream rồi điểm danh nha. Chị chào Giang. Mời các bạn trong nhóm vào livestream luôn nha Giang. Chào mày Tú. Mọi người vào, mọi người điểm danh cho chị xuống đây nha. Với lại mời các bạn trong nhóm vào, tại vì livestream ở trong nhóm nó không thông báo, các bạn không biết á, mời vào luôn. Bật cái máy lạnh sao nóng dữ ta. Chỗ đây mát không anh? Chị chào Giang, em chào chị Phương Thanh. Mình sắp hết cái quy trình để mà bán hàng online thành công rồi đó mọi người à. Chỉ còn khoảng buổi này, buổi sau. Buổi sau và chắc là sẽ có thêm một cái buổi để mà Diễm hướng dẫn cho các bạn cách tuyển sĩ và xây dựng hệ thống bền vững. Em chào Hạnh, chào Dương An. Chào chị Linh Xuân. Mọi người vào livestream điểm danh nha, rồi mình bắt đầu. Cái livestream này đã là cái livestream thứ tư của khóa khóa chia sẻ trở thành vua bán hàng online rồi. Bây giờ mọi người vào rồi, bây giờ mọi người có thể ôn lại cho em là trong suốt ba cái livestream trước thì mọi người đã học được những gì. Mọi người comment xuống đây ạ. Để mà mình nhớ lại những cái kiến thức đó, rồi mình sẽ bắt đầu vào cái phần kiến thức này. Trong ba livestream trước mọi người đã học được những gì, mọi người hãy comment xuống đây nha. Chào chà Liên, chị chào Liên nha. Cái livestream ngày hôm nay cái nội dung của nó rất là đặc biệt và có nó cũng không có dài lắm, cho nên là Diễm sẽ dành thời gian để ôn lại. Các bạn hãy điền vào xuống dưới đây những cái gì mà các bạn học được, những gì mà các bạn hiểu được trong ba livestream mới vào à em, không có trễ đâu. Chị chào Hiệp. Các bạn hãy comment những gì mà các bạn học được trong ba cái livestream trước xuống dưới là cái này nha. Rồi sau đó Diễm ngày hôm nay Diễm sẽ hướng dẫn cho bạn cách để mà khách hàng yêu thương bạn và cách để mà bạn có thật là nhiều khách hàng. Làm sao để cho khách hàng yêu thương mình và mình có thật nhiều khách hàng. Em chào chị Hồng Minh. Chào Kim Anh. Các bạn làm bài tập đi ạ. À. Comment xuống đây các bạn đã học được gì, tóm tắt ngắn gọn thôi. Mỗi cái livestream thì chỉ cần viết ra một câu ngắn gọn súc tích thôi là bạn đã học được gì sau ba cái livestream này, bạn đã hiểu được gì sau ba cái livestream này và thay đổi như thế nào, suy nghĩ của bạn như thế nào trong ba livestream mà đã được chia sẻ. Vì là lớp chia sẻ cho nên là mình phải bình tĩnh, mình học thì mình học hay là mình đang nghe những kiến thức thì mình phải bình tĩnh, các bạn không vội đi đâu cả. Cứ làm bài tập đi, comment xuống đó để mình xem nha. Chào Kim Anh. Bạn có muốn gắn thẻ Trần Thu trong video này không? Hình như chị giống Trần Thu phải không? Thu ơi, có trong này không? Có phải là Diễm rất là giống Trần Thu không mà đã bảo gắn thẻ kia? Chào Đỗ Đinh Đức. Nào mọi người comment xuống đây cho chị đi nào. Đã học được gì sau ba cái livestream kia? Cái độ trễ video đó ha bị cao sao á mà thấy mọi người comment thay mãi lúc sau mới thấy. Right now.
Biết được mục tiêu. Nếu mà biết được mục tiêu là viết ra mục tiêu chưa? Ở trong cái ba mục tiêu chị hướng dẫn cho mọi người một cái kỹ thuật để mới hoàn thành được mục tiêu rất là quan trọng là mọi người đã làm hết chưa? Bạn nào đã làm rồi thì bạn comment xuống đây giùm xem nào. Đã có một tờ giấy và viết ra cái mục tiêu tháng này của mình và đọc lẩm nhẩm nó mỗi tối và mỗi sáng trước khi đi ngủ ít nhất là 5 lần. Rồi ạ, à, chị Linh Sương. Rồi ạ, à, có 8 bạn đang xem mà chị mới nhận được 4 lời comment thôi. Có ai đã làm cái bài tập mà tự kỷ ám thị chưa ạ? Nếu mọi người không làm, mọi người cứ để đó trì hoãn thì mọi người sẽ khó thành công lắm đó. Nó đơn giản là chưa đến 1 phút là xong rồi, chỉ cần lấy một tờ giấy ra viết ra cái mục tiêu của mình, cái số tiền cụ thể mà mình mong muốn rồi dán ở cái đuôi giường hay là cái đầu giường của mình để mà mình đọc, mình lẩm nhẩm đâu đó để cho in vào cái não của mình để mà mình biết được, mình tin rằng là mình làm được điều đó để mà mình có thể thúc đẩy hết tất cả mọi nguồn lực của cơ thể của mình để mà đưa ra những cái hành động để mà bạn làm đúng theo cái kế hoạch và những cái chiến lược. Cái tiềm thức của mình nó cực kỳ thông minh cho nên là mình phải ám thị cái tiềm thức của mình thành công thì lúc đó mình mới thành công được. Mình không ám thị thành công được tiềm thức thì mình sẽ không thành công được. Chị Minh, dạ. Chị Minh đã nãy với chị Minh comment là đúng nhất này. Em cảm thấy chị Minh comment đúng nhất những cái nội dung mà em chia sẻ. Một ngày em nói chuyện với 30 khách hàng thì làm sao bán được 10 đơn hàng hả Giang? Muốn bán được 10 đơn hàng thì một ngày phải nói chuyện với 100 đến 200 khách hàng. Ngày em nói chuyện với 30 khách hàng thì khả năng em chỉ bán được 2 đến 3 đơn thôi. Ở riêng mà có gì đâu mà cười. Ngày xưa chị làm chồng chị cũng cười, nhưng mà khi mà mình đạt mục tiêu rồi thì lúc đó không những là họ tin vào bản thân mình mà họ còn tin vào những cái điều kỳ diệu nữa. Vậy ai đã lập cho mình được cái mục tiêu? Ai đã lập cho mình mục tiêu và đã làm cái bài tập tự kỷ ám thị rồi, mọi người comment ở đây đã đi ạ. Bạn nào comment đã làm hai cái đó rồi xíu nữa sau livestream này Diễm sẽ tặng cho tuyệt chiêu 12 phương pháp 12 phương pháp để thu hút khách hàng trên Facebook. Tuyệt chiêu 12 phương pháp để thu hút khách hàng trên Facebook. Rồi mọi người mời các bạn vô đi, mọi người mời các bạn vô đi để chị nói luôn vô phần chính này. Đã ôn bài được bao nhiêu đó rồi, ok rồi đó. Hiểu được bản thân, hiểu được cách xác lập mục tiêu, tìm ra những cái giải pháp để thành công và biết được những cái phương pháp để mà tiếp cận được khách hàng. Có 4 phương pháp để tiếp cận khách hàng đúng không nào? Giang cũng sở hữu cái tuyệt chiêu rồi mà. Thì bây giờ các bạn muốn đạt được những cái thành công nhất định và bền vững ở trên bán trong việc bán hàng trên Facebook thì bắt buộc các bạn phải yêu thương khách hàng. Các bạn phải yêu thương khách hàng thật sự thì khách hàng mới có thể yêu thương lại các bạn, và các bạn phải yêu thương khách hàng thì lúc đó
khách hàng họ mới có thể đủ tin tưởng, họ mới có thể đặt cái niềm tin và sẵn sàng mang tiền đến cho các bạn, đúng nào? Các bạn có bao giờ đặt cho mình, những bạn đang xem livestream này hay những bán hàng, có bạn nào đã biết rằng là mình phải yêu thương khách hàng chưa ạ? Các bạn hãy comment nha. Có một điều đó là khách hàng đó các bạn, nếu như mà họ mua hàng của các bạn chỉ một lần rồi thì thôi, họ không quay lại họ mua nữa thì cái đó không nói. Nhưng mà khi mà họ mua hàng của bạn rất là nhiều lần, họ mua hàng của bạn rất là nhiều lần mà họ còn giới thiệu rất là nhiều người đến mua hàng của các bạn á, thì lúc đó là họ đã yêu thương bạn thì họ mới làm như thế, đúng nào? Họ đã yêu thương bạn thì họ mới làm như thế. Chính vì vậy các bạn phải yêu thương khách hàng, chào Thoa. Các bạn phải yêu thương khách hàng thì lúc đó các bạn mới nhận được cái niềm tin, và các bạn mới lúc đó khách hàng tin tưởng bạn, và khi cái niềm tin họ đủ lớn thì họ mới mang tiền, mang tài sản của họ giao cho các bạn để mà có thể mà mua sản phẩm dịch vụ của các bạn, đúng không? Chính khách hàng là những người mang tiền bạc, mang lợi nhuận đến cho các bạn, đúng không ạ? Cho nên là các bạn, đặc biệt các bạn phải yêu thương khách hàng. Nếu như có bạn nào đã bán hàng online hay là bán bất cứ khách hàng, đã là người bán hàng, nếu như mà các bạn chưa định nghĩa được cho mình về cái lòng yêu thương khách hàng, thì các bạn sẽ phải học lại, và các bạn sẽ phải xem cái vấn đề này là một cái vấn đề rất là đáng lưu tâm. Bởi vì sau cái livestream này, Diễm sẽ phân tích cho các bạn, và các bạn sẽ hiểu vì sao các bạn không bán được hàng, và vì sao khi mà bạn bán cho khách hàng thì họ không quay lại mua nữa, và vì sao bạn có rất là ít khách hàng. Bởi vì có một cái điều như thế này. Đầu tiên là Diễm sẽ phân tích cho các bạn là làm thế nào để mình có thể yêu thương khách hàng. Thì để mà mình có thể yêu thương khách hàng, đầu tiên mình phải yêu bản thân mình trước đã. Bởi vì như thế nào ạ? Bản thân mình các bạn phải xem, bạn phải biết được một điều rằng trong những cái livestream trước Diễm đã nói với các bạn rất là nhiều lần, nói đi nói lại là bản thân mình là người quan trọng nhất. Chính vì vậy mình phải biết yêu thương chính mình. Mình phải yêu thương chính mình nha. Có bao giờ các bạn nhìn lại rằng là mình có yêu thương bản thân mình hay không? Nếu như mình yêu thương bản thân mình thì tại sao mình lại trách bản thân mình là không thành công, mình lại coi thường bản thân mình là không làm được, hay là mình làm cho bản thân mình trở nên sờ soạng nhếch nhác, hay là mình không cho bản thân mình được hưởng những cái sự sung sướng, hay là không cho bản thân mình phải làm những cái công việc mà mình yêu thích, đi những nơi mình yêu thích, mà lại bắt bản thân mình làm những cái công việc mà chính mình biết rằng là mình không thích. Đó, đó mới là mới thật sự là cái sự yêu thương bản thân mình. Các bạn biết rồi, cái cuộc sống của mọi người, cái việc sống chết không biết nó đến vào lúc nào, đúng không ạ? Bản thân mình ngày hôm nay có thể sống, nhưng ngày mai lỡ đâu gặp rủi ro, có chuyện gì xảy ra thì mình không biết rằng mình sống chết khi nào. Nhưng khi mà các bạn tưởng tượng khi mà các bạn mất đi, các bạn không còn trên thế gian này nữa, thì cái mà các bạn để lại trên cuộc đời này là gì? Nó sẽ chẳng là gì cả. Cái của cải các bạn để lại cũng không là gì. Không, không, các bạn không để lại được cái gì cả, ngoài một cái mà các bạn để lại, đó chính là tiếng tăm. Đúng không nào? Có phải là người ta sống mà người ta để lại cho đời? Những người sống mà không có tiếng tăm thì họ không để lại cho đời cái gì cả. Nhưng mà khi họ sống, họ có tiếng tăm, họ có tiếng xấu hay là họ có danh tiếng, thì họ đều để lại cho cuộc đời những cái đó. Hàng 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 những năm sau, hay là những người ở lại họ vẫn nhớ với họ, về ghét cũng nhớ, hận cũng nhớ, yêu thương cũng nhớ, đại loại là luôn nhớ về bạn khi khi bạn mất đi, đúng không ạ? Nhớ về bạn những cái danh tiếng, là những cái tai tiếng, những cái sự yêu thương của bạn, những cái sự giúp đỡ của bạn dành cho khách hàng. Chính vì vậy bạn sống ở trên đời này, đầu tiên bạn phải biết yêu thương bản thân mình đã. Bạn phải biết yêu thương bản thân mình. Mình phải chọn cho mình những cái công việc mà mình thật sự đam mê, mình thật sự mong muốn. Mình phải tin rằng bản thân mình là một người thành công, bản thân mình là một người hạnh phúc. Mình sinh ra không phải là một người thất bại, mình sinh không ra ra không phải là phải chịu cực khổ, mà mình sinh ra là để được sống cuộc sống hạnh phúc. Và cuộc sống hạnh phúc đó là tất cả mọi người được hưởng, bản thân bạn cũng được hưởng, chứ không riêng gì ai ở trong cái trái đất này, ở trong cái cuộc đời này. Chính vì vậy mà bạn phải yêu thương bản thân mình, biết quý trọng bản thân mình, biết bảo vệ, biết chăm sóc bản thân mình, và bạn phải biết làm cho bản thân mình được sung sướng, được hạnh phúc, và phải làm cho bản thân mình được thành công hơn là cam chịu.
Bởi vì sao bạn phải muốn yêu thương người khác thì chính bạn phải yêu thương bản thân mình đúng không ạ? Bạn phải yêu thương bản thân mình, lúc đó bạn mới có một cuộc sống thoải mái. Bạn có một cuộc sống thoải mái thì lúc đó bạn mới có thể bạn mở lòng và bạn yêu thương những người xung quanh mình được. Hôm nào bạn yêu thương những cái người mà bản thân là chồng con hay là những người bên cạnh của mình thì cái gì cũng có thể rèn luyện được hết. Hôm nay Diệp sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái Diệp sẽ gọi không phải là hướng dẫn mà Diệp sẽ gợi ý cho các bạn những cái điều nho nhỏ mà các bạn sẽ có thể và các bạn sẽ thay đổi cái tấm lòng của các bạn, nó sẽ rộng mở hơn và bạn sẽ trở nên là một người chân tình, một người có cái lòng yêu thương nhiều hơn, cũng giống như là cái việc mà Diệp yêu thương các bạn rất là nhiều. Bằng chứng là cái việc mà Diệp tổ chức những cái khóa học online như thế này. Diễm tốn rất là nhiều thời gian, tốn rất là nhiều tâm huyết để mà đặt nhiều cái tâm để mà hướng dẫn cho các bạn, Diễm không được gì đúng không nào? Hoàn toàn là miễn phí. Con à, con đi ra ngoài nha, để mẹ làm việc nha. Đi đi. Rồi, ngày hôm nay khi mà đăng một cái tấm ảnh của mình lên trên Facebook, một cái tấm ảnh rất là đẹp, cách đây 2 năm rồi, thì nhận được rất là nhiều lời khen, lời yêu thương của các bạn. Cái điều đó thật sự rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Dạ, chị đi ra rút ba. Ồ, dạ. Xíu nữa em nhắn tin cho chị nha, chị Dương An. Khi mà bạn nhận được những cái sự yêu thương đó của những khách hàng của mình, của những người thân yêu của mình, bạn cảm thấy cảm xúc nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và bản thân Diễm lâu lâu Diễm cũng đăng những cái như thế lên để mà Diễm nhận lại những cái lời yêu thương đó, để mà Diễm có một cái năng lượng để mà có thể tiếp tục yêu thương mọi người và tiếp tục có cái năng lượng để mà mình có thể mình làm những cái việc gọi là cho đi. Thì bây giờ cái gì cũng có thể rèn luyện được, các bạn hãy thử đi. Mỗi sáng khi mà các bạn thức dậy, mỗi sáng thức dậy, hãy ôm hôn người chồng của mình, người yêu của mình, người cùng giường của mình hay là người bạn trai, bạn gái của mình. Hãy ôm hôn người đó, hãy nói những lời yêu thương đến cho những người đó. Mình phải yêu thương bản thân mình. Tiếp đến là mình yêu thương những người ở ngay bên cạnh mình nè. Mình yêu thương chồng mình, rồi mình ôm hôn con mình dành những lời yêu thương, những lời chúc cho những đứa con của mình đó. Các bạn thường thường là ngày xưa các bạn xem những cái bộ phim mà ở nước ngoài, ở phương Tây á, họ sống rất là văn minh. Thật sự ở những người phương Tây á, họ có một cái lòng yêu thương rất là lớn, rất là cao cả, cái tính nhân đạo của họ đặt lên rất là lớn các bạn ạ. Bởi vì cái thói quen của họ đã hình thành từ nhỏ rồi, họ đã yêu thương và họ thể hiện cái tình cảm của mình, họ yêu thương và họ thể hiện cái tình cảm của nó ra, cho nên là bản thân con cái họ khi mà họ sinh ra họ nó cũng đã nhìn thấy những cái sự thể hiện yêu thương đó từ khi mà nhỏ, từ khi ở trong tiềm thức rồi, cho nên là lớn lên thì cũng tiếp tục yêu thương, cái lòng yêu thương của họ rất là bao la, rất là nhiều mà họ sống rất là cao thượng, rất là nhân đạo. Thật sự là như thế, cái nền văn minh của châu Âu hay là ở bên châu Mỹ đó, cái tấm lòng của người ta họ rất là thoải mái, hòa đồng thân thiện, chứ không phải là giống như là ở bên mình. Họ thể hiện tình cảm rất là thoải mái đúng không ạ? Các bạn xem phim hay là các bạn cũng biết rồi, họ luôn luôn gặp những cái người thân, những người bạn bè, hay là sáng dậy vợ chồng hay là những người thân bạn bè của họ, họ luôn ôm hôn đúng không ạ? Luôn luôn thể hiện tình cảm. Bởi vì nếu như mà bạn nói rằng mình cũng có yêu thương đó nhưng mà mình không thể hiện ra thôi, chỉ là mình để trong lòng mình không nói ra thôi, cái điều đó thật sự nó hoàn toàn là sai lầm. Bởi vì chính bản thân Diễm ngày xưa khi mà Diễm ngày xưa cũng vậy, không có mở lòng của mình ra, không có biết nói yêu thương với một ai, không biết nói những cái lời cảm ơn với những người đã giúp đỡ mình, chỉ nói một cách đơn giản mà không có thể hiện được cái lòng biết ơn, cái lòng yêu thương đó đối với những người đã giúp đỡ mình, những người đã cho mình kiến thức, những người đã cho mình mượn tiền, hay là những người bên cạnh mình như là người chồng của mình hay là con của mình hay là ba mẹ của mình, chưa bao giờ biết thể hiện ra ngoài cả đúng không nào? Các bạn ở trong này có giống như gì lúc đó không ạ? À? Không có thể hiện được tình cảm của mình mỗi ngày, cảm xúc lúc nào nó cũng giấu đi ở bên trong, không có thể hiện mỗi ngày. Con đi ra ngoài. Hãy
Các bạn cứ comment đi, các bạn cứ comment trong lúc Diễm livestream đi. Comment về những cái suy nghĩ của mình để mà mình có thể mà mình em cũng từng như thế mà. Tại sao mỗi buổi sáng, tại sao mỗi buổi sáng em luôn luôn vào những cái group để mà em chúc mọi người một ngày tốt lành, chúc mọi người như thế nào như thế đó, luôn luôn nói rằng yêu thương mọi người rất nhiều, để thể hiện cái tình cảm của mình. Hay là mỗi buổi sáng khi mà em thức dậy sớm, từ 5 giờ cho tới 6 giờ là em check inbox, từ 6 giờ tới 7 giờ là cái thời gian mà em đi dạo Facebook. Cái thời gian đó em đi dạo Facebook để mà em dành cái sự quan tâm, những cái sự yêu thương của mình đến cho những cái người thân yêu của mình ở trên Facebook, dành đến cho những cái bạn bè của mình ở trên Facebook, cho những khách hàng của mình trên Facebook. Nó đơn giản thôi, chỉ là những cái lời chúc thôi, chúc buổi sáng, chúc như thế này thế kia, rồi đăng những cái status yêu thương, những cái status động lực để mình có thể mình lan tỏa, mình truyền cái năng lượng, truyền cái động lực đó đến cho những cái người xung quanh của mình. Đúng rồi, tụi em luôn luôn gặp vấn đề như thế. Chính vì vậy mà như thế nào nên là tụi em không thể nào yêu thương được khách hàng, ngay cả bản thân, những người thân yêu của mình cũng không thể nói những lời yêu thương được, đúng không ạ? Cho nên là dù cho mọi người có nói những cái lời yêu thương ra ngoài á, nói với khách hàng thì thật sự nó cũng không xuất phát từ con tim. Vì sao ngày hôm nay Diệm lại lấy một cái chủ đề yêu thương để Diệm nói với các bạn? Bạn, bởi vì có một cái bí mật như thế này, chỉ có tình yêu thương nó mới có thể đưa bạn đến cái sự thành công và bền vững được thôi. Bạn không thể nào mà bạn làm cho khách hàng yêu thương bạn với một cái trái tim lạnh giá, với một cái đầu máy móc mà bạn chỉ chăm chăm lấy tiền của khách hàng thôi. Bạn không thể nào được, đúng không ạ? Bạn chỉ có thể lấy tiền được của khách hàng, bạn chỉ có thể làm cho khách hàng chạm được trái tim của khách hàng để mà họ có thể mang tiền bạc, mang tài sản, mang cả sự nghiệp của họ đặt nơi bạn khi họ thật sự yêu thương bạn. Và chỉ có những cái điều gì xuất phát từ trái tim của các bạn, xuất phát từ tận trái tim của các bạn mới, nó mới đi đến tận trái tim của khách hàng. Không có cái sự giả tạo nào ở trong lời nói, hay là cái sự giả tạo nào ở trong cái trái tim của bạn mà không bị phát hiện ra cả. Bạn nhớ cái điều này chắc chắn là như thế. Chính vì vậy mà khi mình không có đủ cái sự bao dung, cái đủ cái sự yêu thương đó, thì mình hãy tập dần. Mình hãy tập bằng cách là mỗi sáng mình hãy nói lời yêu thương với chồng mình, ôm hôn chồng mình, ôm hôn con mình, chúc con mình một ngày như thế nào đó, chúc con mình một ngày vui vẻ thành công, rồi mẹ yêu con rất nhiều, em yêu anh rất nhiều, là con yêu bố mẹ rất nhiều. Đấy, các bạn hãy nói những lời yêu thương đó. Các bạn hãy lên trên Facebook, các bạn hãy xem khách hàng của mình họ đang như thế nào. Các bạn hãy gửi cho họ những cái lời chúc mừng, gửi cho họ những cái lời chúc, những lời yêu thương vào mỗi buổi sáng, để mà khi mà sáng họ thức dậy họ cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, khi mà có rất là nhiều người lạ ở ngoài kia, hay là những người bạn bè của mình họ vẫn quan tâm, vẫn yêu thương mình rất là nhiều, đúng không ạ? Thì lúc đó các bạn cho đi rất là nhiều, và lúc đó chắc chắn là các bạn sẽ nhận lại được cái tình cảm yêu thương của khách hàng, thì chắc chắn là như thế. Và cái điều này bản thân các bạn, khi mà các bạn nằm ở trong group này, các bạn cũng cảm nhận được điều đó từ Diệm, đúng không ạ? Diệm đã làm điều đó mỗi ngày đúng không ạ? Diệm đã yêu thương khách hàng của mình rất là nhiều, làm điều đó mỗi ngày. Diệm gửi tin nhắn cho các bạn mỗi ngày để mà có thể mà gửi cho bạn những cái lời chúc, dù các bạn đọc hay là không đọc hay là như thế nào, nhưng mà Diệm vẫn gửi cho bạn những cái tình yêu thương đó. Diệm biết rồi, sớm muộn gì đó thì các bạn cũng sẽ đáp lại nó thôi, tại vì những cái điều đó là những cái điều thật sự xuất phát, bắt đầu từ trái tim Diễm. Và Diễm chắc chắn rằng những gì chân thành từ trái tim Diễm thì nó sẽ chạm đến trái tim các bạn. Cho nên là cái sự yêu thương luôn 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 là cái vấn đề quan trọng và cái vấn đề đáng lưu tâm để mà các bạn có thể mà các bạn thành công được trong việc kinh doanh, để cũng có như là việc các bạn chinh phục được khách hàng của mình ấy. Cho nên á, là tại sao trong những cái khóa chia sẻ của Diễm, các bạn không nhìn thấy quá nhiều những cái bài máy móc về những cái kỹ thuật, những cái cách chốt đơn này kia, hay là những cái kỹ thuật như thế này thế kia không, đúng không ạ? Nhưng mà Diễm thiên về tình cảm hơn. Bởi vì ngày xưa bản thân Diễm chia sẻ thật sự là như thế này, bản thân Diễm kinh doanh 4 năm rồi, ngày xưa Diễm không biết yêu thương khách hàng đâu, Diễm cũng không biết
rằng cái tình yêu thương nó thật sự nó quan trọng như thế đâu. Dũng cũng bán hàng với một cái trái tim rất lạnh, bán hàng với một cái đầu máy móc và chỉ chăm 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 vào là mình sẽ thu tiền của khách hàng thôi, mà mình không yêu thương, không quan tâm khách hàng một cách thật sự. Và mình khi mà mình áp dụng những cái kỹ thuật, những cái máy móc như thế vào khách hàng thì họ cũng sẽ không có gọi là cái sự gắn bó, sự bền vững và sự yêu thương thật sự dành cho mình. Và họ sẽ bản thân các bạn sẽ biết một điều là bản thân khách hàng họ luôn luôn yêu thương mình. Chỉ có mình mới là người phản bội khách hàng, chỉ có mình mới là người không yêu thương khách hàng mà thôi. Bản thân khách hàng luôn luôn yêu thương bạn, bởi vì khi họ đã quyết định bỏ tiền ra mua sản phẩm dịch vụ của các bạn là chắc chắn rằng họ tin tưởng bạn, họ yêu thương bạn, họ mới mua sản phẩm dịch vụ của các bạn. Họ đặt niềm tin vào bạn, họ đặt cái niềm tin vào cái làn da của họ vào bạn, cái vóc dáng họ bạn, ngay cả cái việc họ uống giảm cân, họ uống tăng cân thì họ cũng đặt niềm tin vào cái sức khỏe của họ vào bạn rất là nhiều, đúng không ạ? Nếu họ không yêu thương bạn làm sao họ dám đặt niềm tin điều đó vào các bạn. Bạn hãy nghĩ như thế, bạn hãy nghĩ về những cái điều đó và hãy mở cái lòng ra, hãy yêu thương khách hàng thật sự, yêu thương khách hàng nhiều vào. Bằng những cái việc rất là đơn giản là các bạn đừng tiết chi những cái lời chúc khách hàng, đừng tiết chi những cái tin nhắn hỏi thăm khách hàng, đừng có tiết chi những cái thời gian để mà mình quan tâm cho khách hàng. Những cái đó là những cái cho đi cho cuộc đời và nó rất là bổ ích. Diệm đã nhận được rất là nhiều tin nhắn của các bạn, rất là nhiều tin nhắn, nó thật sự luôn. Diệm không có đăng lên nhiều nhưng mà rất là nhiều tin nhắn khách hàng nói về bản thân Diễm, về cái tình yêu thương, và Diễm chắc chắn rằng nó sẽ thành công khi mà các bạn áp dụng cái điều này đối với khách hàng của mình. Từ ngày mai Diễm mong muốn rằng các bạn sẽ yêu thương những người thân của mình, gửi những cái lời chúc, những cái lời yêu thương đến ba mẹ, đến chồng mình, đến con cái của mình, đúng không ạ? Rồi các bạn hãy dành thời gian mỗi ngày để mà gửi những cái tin nhắn để mà chăm sóc khách hàng, là các bạn hãy dành thời gian để gửi những cái lời chúc vào những cái khách hàng tiềm năng của mình vào mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu các bạn không làm được điều đó thì các bạn sẽ không bao giờ có được cái tình yêu của khách hàng đâu, các bạn không bao giờ có được nhiều khách hàng đâu. Và bây giờ xong cái phần này rồi, Diễm sẽ kết thúc ở cái phần này. Bây giờ Diễm muốn nói qua một cái phần nữa, các bạn có tiếp tục không ạ? Hôm nay Diễm sẽ nói về một cái vấn đề, đó là một cái câu chuyện là các bạn luôn luôn hỏi là vì sao các bạn không bán được hàng trong khi người khác lại bán được rất là nhiều hàng. Một cái câu chuyện về cái sự tự tin và cũng như là một cái câu chuyện nữa về cái việc ám thị. Các bạn sẵn sàng để mà các bạn nghe ở cái đoạn này, các bạn comment ở đây nha. Diễm sẽ bắt đầu và Diễm chia sẻ cho các bạn cái nội dung này nữa. Ngày xưa Diễm là một người rất là cộc cằn. Nhưng mà từ khi mình biết yêu thương, mình biết học cách yêu thương thì không bao giờ mình đánh con, không bao giờ mình dành những cái lời lẽ nặng cho con, mà mình luôn luôn dành những cái lời yêu thương, cái sự quan tâm, cái tình yêu đó đến cho con của mình. Tại vì mình biết rằng là cái điều đó đã ảnh hưởng đến bé rất là nhiều. Khi mà bé sống trong một cái môi trường yêu thương á, Dì muốn chia sẻ như thế này này các bạn. Khi mà bé sống trong một cái môi trường yêu thương, bé quen với những cái lời yêu thương của ba mẹ của bé từ nhỏ rồi ạ, thì bé lớn lên bé sẽ là một người rất là tình cảm, bé sẽ sống rất là tình cảm, và bé sẽ luôn luôn sống trong tràn ngập những cái sự yêu thương đó. Bé không cảm thấy thiếu thốn cái sự yêu thương đó, bé rất là khó hư. Dì kể cho các bạn nghe câu chuyện như thế này, nó hoàn toàn là câu chuyện thật của Diễm và con của Diễm. Bé mít của Diễm á là năm nay mới có 2 tuổi thôi, nhưng mà rất đặc biệt khi mà khi kiểu giống như là Diễm nhìn thấy rất là đặc biệt, rất là khác biệt so với những em bé khác. Lúc nào cũng
thể hiện một cái tình yêu thương dành cho ba mẹ, lúc nào cũng kiểu như là không phải cái kiểu mà vồ vập mà cứ ôm, lúc nào cũng ôm mẹ, cứ nhìn thấy mẹ là cười rất là tươi và chạy đến giang tay ra ôm mẹ lại và hôn mẹ khắp nơi, lúc nào cũng như thế đó, giống 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 như là những cái mà ngày nào em cũng làm như thế với bé, cho nên là bé nhận được cái tình yêu thương, bé cảm thấy rất là đong đầy. Một em bé đó là nhỏ 2 tháng tuổi như thế, nhưng mà nhìn mẹ cười một cách rất là trìu mến, nhìn mẹ cười một cách cái gọi là cái nụ cười giống như là một diễn viên vậy đó, chứ không phải là một nụ cười bình thường nữa. Thật sự em cảm nhận được cái điều đó. Cái cử chỉ của một bé cũng phải rất là ân cần, ôm mẹ, ôm ba rồi nịnh đồ đủ kiểu hết đó. Và một cái điều như thế này, cái môi trường sống ở trong gia đình nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của con mình rất là nhiều. Nếu như mà các bạn làm ba làm mẹ, nếu như mà trong cái gia đình của mình á mà các bạn cứ suốt ngày cãi vã hay là các bạn không quan tâm đến con mình nhiều, mặc dù là có các bạn có quan tâm chứ, có cha mẹ nào mà không quan tâm con, có điều các bạn không thể hiện cái tình cảm đó ra ngoài đúng không nào. Khi bạn không thể hiện tình cảm đó ra ngoài, đứa con sẽ không cảm nhận được tình cảm của cha mẹ. Bản thân Diễm ngày xưa sống trong một gia đình mà phải gọi là ba mẹ từ nhỏ đã đánh nhau, đã nói chung là một gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ từ nhỏ khi mà Diễm hình dung được mọi thứ thì ba mẹ rất là hay cãi nhau và thậm chí là đánh nhau nữa. Và thật sự là ba không bao giờ nói ra những lời yêu thương dành cho Diễm, hay là mẹ cũng rất là hay cáu gắt, tại vì cuộc sống nó quá vất vả, ba mẹ rất là hay cãi nhau nữa, cho nên là không có gia đình nó luôn luôn căng thẳng. Chính vì vậy mà khi mà lớn lên Diễm có một cái xu hướng, thật sự là các bạn có một cái xu hướng, đó là mình yêu sớm. Xu hướng yêu sớm không phải là do mình yêu sớm đâu các bạn. Các mẹ, em có thể em chia sẻ ở đây luôn, cái xu hướng yêu sớm đó là do môi trường gia đình của mình. Bởi vì gia đình của mình không có đủ cái tình yêu thương cho mình, con người sinh ra luôn luôn lúc nào cũng cần được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc, lúc nào cũng cần tình yêu thương cả, khách hàng cũng vậy. Nhưng mà khi mà mình sống trong một gia đình mà không có cái sự yêu thương như thế thì mình rất là dễ có một cái xu hướng, đó là mình đi tìm cái tình yêu thương đó ở bên ngoài ấy. Cho nên là nếu như mà các bạn con cái các bạn hay là bản thân mà không vững tin thì rất là dễ mà sa ngã và rất là dễ là yêu sớm và xa rời gia đình ấy. Cho nên là bây giờ con cái của mình cũng vậy, mình hãy dành cho con những cái tình yêu thương nó nhiều lên, hãy thể hiện nó thật nhiều, đừng có phải giấu giếm ở trong lòng, hãy thể hiện cái tình yêu thương đó cho con thấy, hãy thể hiện cái tình yêu thương đó, tình yêu thương của mình cho con, hay là tình yêu thương của mình dành cho ba của con mình này, hay là những người trong gia đình, để cho con nhìn thấy rằng cuộc sống quanh nó là một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương. Thì lúc đó cái sự yêu thương của con mình đủ lớn thì lúc đó lớn lên con cũng không có cái xu hướng mà đi tìm tình cảm bên ngoài, không có xu hướng yêu sớm. Con buồn cười quá. Chị Văn Anh hả chị? Dạ xíu nữa chị xíu nữa em thêm chị vào nhóm lại nha. Rồi bây giờ em sẽ vào cái phần thấy 10 người xem mà ít bạn comment quá, các bạn comment sẵn sàng đây, em sẽ vào chia sẻ ở cái phần là tại sao bạn hay thường hỏi câu hỏi là tại sao người khác bán được rất là nhiều hàng mà bản thân mình không bán được nhiều hàng. Cái việc mà bạn luôn luôn hỏi rằng là người khác bán được rất là nhiều hàng nhưng mình lại không bán được nhiều hàng, hoặc là các bạn hay đặt những câu hỏi là tại sao mãi mình vẫn không bán được nhiều hàng, bởi vì các bạn đang bị mắc phải một cái gọi là suy diễn. Đa số các bạn mắc ở cái phần suy diễn, suy diễn cũng giống như là tự kỷ ám thị mà hôm bữa mình chia sẻ với các bạn đó. Khi mà các bạn bán hàng mà các bạn luôn luôn nghĩ rằng là chắc khách này thì họ không mua hàng của mình đâu, chỉ hỏi cho biết thôi, chỉ hỏi để dò giá thôi, chắc là khách này không có tiền đâu, hay là chắc là khách này chỉ hỏi như thế thôi chứ chắc gì đã mua đó. Các bạn lúc nào các bạn có phải là những bạn ở trong này, các bạn có cái suy nghĩ giống như Diễm vừa nói, mà có bao giờ bạn tư vấn cho khách hàng, có bao giờ bạn tư vấn cho khách hàng mà bạn có những cái suy nghĩ như thế không ạ? Bạn suy nghĩ rằng chắc là khách hàng này không mua đâu, chỉ hỏi thôi, hỏi dò giá thôi, hỏi cho vui thôi chứ không mua hàng của mình đâu. Và khi mà các bạn cứ nghĩ như thế thì có một cái sự thật rằng là có rất là ít khách hàng mua hàng của bạn. Bởi vì sao? Cái nguồn gốc của cái việc này chính là do cái suy nghĩ của các bạn.
Vì cái suy nghĩ của các bạn nó đã trở thành những cái thành kiến, những cái định kiến rồi, nó ám thị bạn rồi, nó ám thị bạn rằng là khách hàng không mua hàng của bạn. Giống như cái ám thị hôm bữa Diễm hướng dẫn các bạn, chính vì nó đã ám thị rằng khách hàng không mua hàng của bạn, cho nên là nó điều khiển cái bộ não của bạn, điều khiển những cái hành động của bạn, dẫn đến cái việc là bạn tư vấn khách hàng một cách hời hợt, bạn nói chuyện với khách hàng một cách hời hợt, bạn không quan tâm, không yêu thương khách hàng. Vì bạn nghĩ rằng là họ chỉ hỏi cho vui thôi, nó không có mua đâu. Cho nên là bạn không dành tình yêu, sự quan tâm đến cho khách hàng. Mà bạn chỉ nói cho qua loa, hay là bạn chỉ giới thiệu ầm ầm cái tính năng của cái sản phẩm của mình, giới thiệu từ trên xuống dưới cái tính năng của sản phẩm của mình như thế như thế như thế, sau đó là chốt giá lại lúc nào thì ai mà mua hàng của các bạn, họ đâu cảm nhận được cái sự yêu thương, cái sự quan tâm của các bạn trong cái cách tư vấn của các bạn đâu, đúng không ạ? Diệm nói rằng Diệm sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chốt sale để mà các bạn sẽ thành công. Mà cái không phải là những cái kỹ thuật hay những cái kịch bản chốt sale thông thường, mà bản thân Diệm cũng có những cái kỹ thuật, những cái kịch bản chốt sale, nhưng mà những kịch bản chốt sale nó dựa trên việc rằng là mình cho đi và mình yêu thương khách hàng, chứ không phải là việc là các bạn chốt sale mà các bạn cứ hỏi, các bạn cứ vồ vập giới thiệu tính năng sản phẩm của mình mà các bạn không bao giờ các bạn nghe lắng nghe khách hàng nói gì cả. Cũng có thể rằng như thế này, có những khách hàng họ chỉ nhắn tin cho mình để mà họ hỏi thế thôi. Ban đầu họ nhắn tin cho mình để mà họ hỏi thế thôi, họ không có cái ý định là nhắn tin sẽ mua. Nhưng khi mà mình tin rằng khách hàng đó sẽ mua sản phẩm dịch vụ của mình tin rằng khách hàng sẽ mua sản phẩm dịch vụ của mình lắng nghe khách hàng, mình hỏi ra rằng là khách hàng đang gặp những cái vấn đề gì, mình tìm hiểu xem là mong muốn của khách hàng như thế nào, mình tìm hiểu xem là bây giờ khách hàng họ gặp phải những cái vấn đề gì, họ có giải quyết cái nỗi khổ sâu xa của họ như thế nào, bản thân họ mong muốn điều gì, lắng nghe họ để mà mình có thể mà mình đưa ra những cái lời khuyên, đưa ra những cái sự động viên, đưa ra những cái sự an ủi, rồi các bạn lại đưa ra những cái giải pháp nó phù hợp với lại cái mong muốn, cái nhu cầu của khách hàng. Thì lúc đó nói thật với các bạn, họ không mua, không không mua lúc đó bởi vì họ không có tiền, nhưng mà chắc chắn họ sẽ quay lại họ mua khi họ có tiền, bởi vì họ cảm nhận được cái sự thấu hiểu, cái sự quan tâm của các bạn dành cho họ, họ biết được rằng là cái giải pháp mà bạn đưa cho họ là chân thật, là thật lòng, và nó sẽ thật sự giúp ích cho họ đó. Như thế thì các bạn mới chốt đơn được chứ. Các bạn chốt đơn mà các bạn cứ vồ vập giới thiệu tính năng sản phẩm, các bạn cứ nghĩ trong đầu rằng là khách hàng không mua hàng của mình đâu, các bạn tư vấn một cách hời hợt, các bạn làm cho có thì làm sao khách hàng mua hàng được. Chính vì vậy tại sao rút cái phần trước Diệm nói, Diệm chia sẻ với các bạn là phải phải yêu thương khách hàng thật nhiều, phải yêu thương khách hàng thật nhiều thì khách hàng mới yêu thương bạn, mới tin tưởng bạn, mới tự dâng tiền cho bạn được đó. Các bạn phải lắng nghe khách hàng, các bạn phải hỏi khách hàng, ví dụ như khách hàng họ họ bị vấn đề về da đi, thì các bạn phải lắng nghe họ là cái làn da của họ như thế, thì chị gặp tình trạng da này bao lâu rồi, rồi cái tình trạng da của chị nó như thế này thì nó ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống như thế đó, là lúc đó khách hàng họ sẽ mở lòng ra, họ sẽ tâm sự với các bạn. Đúng là thật sự khi mà ai cũng muốn đẹp, bởi vì có rất là nhiều nguyên nhân để họ muốn đẹp, đúng không ạ? Họ muốn cái làn da của họ họ đẹp lên, và khi mà mình chịu để cho khách hàng mở lòng ra để nó tâm sự với mình những cái điều đó, mình lắng nghe họ tâm sự những cái điều đó, mình an ủi. Ừ, đúng rồi. Thật sự khi mà khách hàng họ hỏi họ không mua lúc đó, nhưng chắc chắn đối với cái sự chân thành của mình chạm đến trái tim của họ, mình quan tâm động viên an ủi họ, và mình chỉ cho họ một cái giải pháp để mà giúp cho họ có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của họ. Bởi vì bản thân khi mà họ nhắn tin họ hỏi cho bạn nó chắc chắn họ có nhu cầu rồi, không thể nào không có nhu cầu mà hỏi bạn, chỉ là lúc đó họ chưa có đủ tiền để mà mua thôi, là chỉ lúc nên là họ mới mới phải bạn phải làm sao mà khi mà họ hỏi bạn mà họ chưa có đủ tiền họ mua, thì họ hỏi xong rồi họ sẽ về có tiền và họ sẽ quay lại mua. Còn nếu như họ có đủ tiền mua rồi thì họ sẽ chốt đơn ngay lúc đó thôi, bởi vì họ cảm nhận được cái tình yêu thương của bạn, cái sự lắng nghe thấu hiểu của bạn. Bởi vì một người bán hàng mà có cái tình yêu thương vô cùng lớn như thế, có cái sự yêu thương khách hàng, biết lắng nghe thấu hiểu như khách hàng như thế, không thể nào là một người bán hàng dỏm được, đúng không ạ? Là một người bán hàng có tâm như thế thì khách hàng người chắc chắn người này sẽ bán những cái sản phẩm chất lượng. Một người biết thấu hiểu khách hàng, biết đặt vị trí của mình vào khách hàng như thế, không thể nào bán sản phẩm kém chất lượng được, đúng không ạ? Cho nên
hãy yêu thương khách hàng, hãy đặt mình vào khách hàng, hãy quan tâm khách hàng, lắng nghe khách hàng xem là họ gặp vấn đề gì, lắng nghe xem là khách hàng họ như thế nào, họ mong muốn điều gì, và từ đó cho họ những cái lời động viên. Chị chào Điệp nha em. Cho họ những cái lời động viên, những cái sự an ủi đó, rồi sau đó là các bạn hãy như thế nào nữa. Các bạn phải nói chuyện với họ hàng ngày hoặc là vài ngày. Bản thân khi mà các bạn bán được sản phẩm cho khách hàng cũng vậy. Các bạn biết rằng bây giờ những cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm thiên nhiên thì không thể nào mà sử dụng mà nó có hiệu quả ngay được. Cái sản phẩm của mình nó cũng giống như công cụ cũng vậy chứ. Làm sao mà các bạn mua công cụ về các bạn sử dụng một ngày, hai ngày nó ra đơn cho các bạn được, khi các bạn không làm đúng theo hướng dẫn và không thời gian không đủ lớn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Các bạn biết được một cái vấn đề như thế. Cái công cụ để mà các bạn bán hàng cũng như cái sản phẩm dịch vụ của các bạn cũng vậy. Bản thân Diễm là một người hỗ trợ, nhưng bản thân Diễm cũng là một người bán hàng. Diễm bán cái gì? Diễm bán những cái dịch vụ hỗ trợ kinh doanh online cho các bạn. Và bản thân Diễm đang áp dụng những cái điều đó, nó thành công, và Diễm chia sẻ với các bạn ở đây. Các bạn hãy tin tưởng và hãy làm đúng như thế thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Khi mà các bạn bán những cái sản phẩm của mình là những sản phẩm thiên nhiên, đúng không ạ? Bây giờ hóa chất ai xài nữa, phải thiên nhiên. Thiên nhiên thì cần phải làm đúng theo hướng dẫn và cần thời gian thì mới có hiệu quả được, đúng không ạ? Và nếu như các bạn bán hàng cho khách hàng sau đó là bạn bỏ quên khách hàng, bạn không nói chuyện, không quan tâm, không chăm sóc khách hàng thì làm sao mà họ sử dụng có hiệu quả được, thì làm sao mà họ thỏa mãn được nhu cầu của họ được, lúc đó phải không ạ? Họ sẽ thất vọng. Chính vì vậy mà bạn bắt buộc khi bạn bán hàng cho sản phẩm cho khách hàng xong, bạn phải chăm sóc khách hàng. Cái giai đoạn chăm sóc khách hàng là một cái giai đoạn cực kỳ quan trọng mà rất là nhiều bạn bỏ qua, mà các bạn cứ mãi mê đi tìm kiếm những khách hàng mới. Các bạn mua công cụ inbox của Diễm vậy, các bạn có một cái vấn đề như thế này nè. Cứ mua cái công cụ inbox về á, Diễm bảo là đầu tiên á, em mua cái công cụ inbox này về á, em đi chăm sóc, em đi thêm hết những cái khách hàng cũ của em vào trong một cái nhóm đi, rồi em quét những cái sách khách hàng đó, em lưu lại cái danh sách là khách hàng của mình, khách hàng hiện tại của mình, rồi em hãy nhắn tin em chăm sóc họ, nhắn tin chúc họ buổi sáng, chúc họ ngủ ngon, rồi nhắn tin là nhắc nhở họ là thoa kem, nhắc nhở họ là sử dụng sản phẩm mỗi tối để cho da nó đẹp, nhắn tin nhắc nhở họ là uống giảm cân, uống tăng cân để mà đạt được những cái kết quả đó. Để mà đạt được những cái kết quả thì lúc đó họ mới cảm nhận được cái sự yêu thương, cái sự quan tâm của bạn thật sự, là bạn mong muốn họ sử dụng sản phẩm để mà hiệu quả, đúng không ạ? Và khi mà với lại những cái lời nhắc, khi mà bạn cứ nhắc họ hàng ngày như thế thì chắc chắn họ sẽ không quên được và sẽ sử dụng sản phẩm, họ sẽ sử dụng và nó sẽ mang lại cái hiệu quả cho họ. Lúc đó cái hiệu quả mà họ mang lại được thì thứ nhất là họ sẽ cảm ơn bạn thật là nhiều, họ sẽ cho bạn những cái feedback rất là thật, rất là chân thật để giúp cho bạn đăng lên Facebook, bạn tiếp cận được khách hàng mới. Thứ nữa là họ có thể giới thiệu cho những cái khách hàng mới vô cùng tiềm năng về trở thành khách hàng của bạn. Thế thì tại sao bạn lại không trân trọng những khách hàng hiện tại của bạn, mà bạn cứ và mua cái công cụ inbox về chị? Đầu tiên cho chị chỉ em lập bạn bè, chị em đi quét khách hàng tiềm năng đi chị. Em không có khách hàng, em thấy không, dạo này ít khách hàng quá, em đi quét khách hàng tiềm năng cái đã. Thì cái mà việc mà Diệm khuyên mọi người ở đây là hãy trân trọng cái hiện tại. Trân trọng cái hiện tại để hãy đi chăm sóc những cái người khách hàng hiện tại của mình. Những người đó họ đã mang tiền về cho mình, mình phải biết ơn họ, hãy quan tâm chăm sóc họ. Và mình chăm sóc họ để mà họ thỏa mãn nhu cầu, và khi mà họ trở thành khách hàng VIP rồi họ sẽ tái nhu cầu, lúc đó tiền sẽ tự về với các bạn, không những tái nhu cầu mà họ sẽ mang một lượng khách hàng lớn về cho các bạn nữa đó. Hãy yêu thương, quan tâm, chăm sóc khách hàng, trở thành những người bạn bè thật sự của khách hàng, chứ đừng có sử dụng sự giả tạo, đừng sử dụng trái tim lạnh lùng, đừng có sử dụng cái đầu óc máy móc để mà nói chuyện với khách hàng. Hãy dùng cái trái tim của mình để mà chạm đến trái tim của khách hàng. Đó là cái điều mà ngày hôm nay Diễm muốn tất cả mọi người mình phải nắm được. Cũng giống như là cái việc mà các bạn đăng những cái content lên trên Facebook, nếu như mà các bạn không đăng bài theo công thức, tại vì sao Diễm bắt các bạn phải đăng bài theo công thức, tại vì sao Diễm yêu cầu các bạn phải đăng bài theo công thức, bởi vì bạn không đăng bài theo công thức, bạn suốt ngày bạn đăng bài bán hàng lên trên Facebook, bạn xoay vòng quanh liên quan tới cái việc bán hàng,
bạn hết hàng đi hết hàng về rồi lại tuyển đại lý rồi lại đăng tính đăng công dụng của sản phẩm rồi đăng feedback của sản phẩm rồi đăng hình ảnh của bản thân, suốt ngày bạn cứ quay vòng bao nhiêu đó, nó chỉ phục vụ trong cái công việc bán hàng của các bạn. Bạn không có cái gì cho đi hay không có cái gì là gọi là quan tâm đến khách hàng, bạn chỉ đang phô cái sản phẩm của mình ra để mà mục đích tiếp cận khách hàng để bạn lấy tiền về thôi, chứ bạn không có một cái ý thức nào để mà bạn chia sẻ những cái kiến thức hữu ích để giúp cho khách hàng họ có thể họ cho đi, để giúp cho khách hàng họ có thể họ nhận lại được những cái điều bổ ích, như là cái việc bạn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình về chăm con, hay là những cái kinh nghiệm để mà mình có thể giảm béo kết hợp với cái sản phẩm của mình, hay là những cái kinh nghiệm để mình chăm sóc da đó, các bạn không có biết chia sẻ những cái đó. Chứ mà bản thân Diễm yêu cầu các bạn phải đăng bài theo công thức 721. 721 đó là 70% chia sẻ những điều bổ ích cho cộng đồng và xã hội, 20% các bạn đăng bài bán hàng thôi, và 10% về bản thân của mình. Đấy, bạn phải đăng bản thân của mình, đăng về cuộc sống của mình, bởi vì khách hàng họ mua hình ảnh của bạn, họ mua cái phong cách sống của các bạn, cho nên bạn phải thể hiện cái phong cách sống của mình là một người yêu thương, mình là một người đi thích đi du lịch, hay là mình có một cái cuộc sống như thế nào đó nhờ vào cái công việc bán hàng, hay là nhờ vào nhờ đó để mình có thể thu hút sĩ này kia, đúng không? Có rất là nhiều cái vấn đề mà phải nói, nhưng mà trong cái livestream này Diễm không thể nào Diễm nói hết được. Trong cái livestream sau thì Diễm sẽ nói cho các bạn về những cái sai lầm khi mà các bạn đăng bài lên trên Facebook. Cái livestream trước là Diễm hướng dẫn các bạn những cái phương pháp tiếp cận khách hàng rồi. Cái livestream sau Diễm sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái sai lầm mà các bạn đăng bài lên trên Facebook dẫn đến các bạn không tiếp cận được khách hàng. Và livestream sau nữa Diễm sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà mình tuyển sĩ và xây dựng được hệ thống bền vững. Đó, hai cái livestream đó là hai cái li những cái livestream các bạn có để ý là những cái livestream của Diễm toàn là những cái livestream mà Diễm tập trung vào các bạn không à? Diễm không bao giờ, con à, con đưa cho mẹ mượn cái chai nước đi. Đi, mẹ cầm điện thoại nó rung rung này. Cho mẹ mượn chai nước đi. Cho mẹ mượn chai nước á, chai nước á. Ừ. Mọi người còn nghe em nói rõ mà. Phải yêu thương và quan tâm khách hàng, coi khách hàng như bạn, nói chuyện với khách hàng mỗi ngày để hiểu được khách hàng. Ừ. Hiệp. Các bạn để ý rằng những cái livestream mà Diễm làm ra cho các bạn đều là những cái livestream mà những cái vấn đề các bạn đang gặp phải hết. Đúng không ạ? Tất cả những livestream này các bạn đều nhìn thấy mình ở trong đó, đúng không ạ? Có bạn nào công nhận rằng là tất cả những livestream mà các bạn xem những hôm nay là đều thấy mình ở trong đó không ạ? Bản thân các bạn khi mà các bạn làm gì vậy, ở trong cái livestream sau mình sẽ phân tích cho các bạn tại sao các bạn không tiếp cận được khách hàng. Cái phương pháp tiếp cận thì có rồi đó, nhưng mà tại sao các bạn không tiếp cận được khách hàng? Đó chính là cái trái tim của các bạn đó. Trái tim đó các bạn. Sau livestream này Diệp luôn xin mong các bạn luôn lưu ý và nhớ một câu, đó là điều gì xuất phát từ trái tim thì nhất định sẽ chạm đến trái tim. Mục đích của chúng ta tiếp cận với khách hàng là vì tiền, đúng là vì tiền, mục đích của ai cũng vậy hết, là vì tiền. Nhưng mà để đạt được cái mục đích đó thì các bạn bắt buộc phải yêu thương khách hàng một cách thật lòng, thật sự. Thì lúc đó khách hàng mới có thể yêu thương lại bạn. Khi khách hàng yêu thương lại bạn thì họ mới có thể họ mang tiền về cho bạn được. Hãy biết ơn, hãy biết ơn, hãy yêu thương những người mà bên cạnh mình, hãy biết ơn những người mà đã chia sẻ cho bạn những cái cơ hội, những cái kiến thức, hay là biết ơn những người đã cho bạn mượn tiền, hãy biết ơn họ. Các bạn có thể không cần các bạn phải biết ơn bằng những cái món quà, hay là các bạn phải đền đáp gì cao xa cả, các bạn chỉ cần biết ơn bằng cách các bạn gửi họ những cái lời yêu thương, những cái lời yêu thương chân thành. Hay là các bạn có thể viết những cái bài viết để mà, hay là quay những cái video để mà nói những cái lời cảm ơn đến cho những người mà đã giúp đỡ các bạn. Đó. Hãy yêu thương. Tại vì sao chị hay đăng những cái status hãy sống yêu thương và có trách nhiệm? Những cái điều này chị cũng học được rất là nhiều. Bản thân chị bán hàng rất là nhiều năm, nhưng mà chưa, chị đi học rất là nhiều khóa học, chị đi học rất là nhiều nơi, được đào tạo, chị học đủ thứ hết đó. Nhưng
Có một cái mà chị không bao giờ học được ở những nơi khác, chị chỉ học được ở gia đình Zila Việt Nam, chỉ học được ở trong cái cộng đồng AutoEP này thôi. Cái cộng đồng hỗ trợ kinh doanh này đó là cái lòng yêu thương, cái sự biết ơn và cái lòng yêu thương. Chính vì vậy mà chị mới đạt được những cái thành công. Khi mà cái tháng mà chị học được đúng cái lòng yêu thương và cái sự biết ơn, cái sự quan tâm, cái sự yêu lòng yêu thương thật sự đó, cái tháng đó thật sự đúng là cái tháng huy hoàng luôn. Thu nhập 150 triệu một tháng. Rồi, bây giờ mọi người có nói yêu thương gì với chồng thì nói yêu thương đi nha, rồi ngủ. Nói yêu thương gì với con thì nói yêu thương đi rồi ngủ. Rồi có ai không muốn nói yêu thương gì Diễm thì cũng nói yêu thương đi. Rồi mình bắt đầu mình đi ngủ. Và chắc là ngày mai Diễm sẽ nghỉ một bữa không có live stream để mà để dành thời gian để cho các bạn có thể mà các bạn thực hành những cái mà Diệm đã dạy trong suốt những cái ngày qua, đó là các bạn thực hành những cái phương pháp tiếp cận khách hàng và thực hành những cái làm cái lòng yêu thương khách hàng, hãy đi quan tâm yêu thương khách hàng trong ngày hôm mai, trong ngày mai nha. Rồi ngày mốt Diệm sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách, những cái sai lầm về sao các bạn đăng bài lên Facebook, các bạn không chạm đến trái tim của khách hàng. Và livestream sau nữa em sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách để mà các bạn có thể tuyển sĩ bền vững và xây dựng cái hệ thống. Và còn một cái livestream cuối cùng, chắc là còn ba cái livestream nữa, cái livestream cuối cùng đó là cái livestream mà mình muốn chia sẻ cho các bạn những cái công cụ và những cái cơ hội để mà các bạn có thể mà các bạn thay đổi và các bạn kinh doanh. Cảm ơn mọi người nha. Thả chụp lại cái đoạn yêu thương này để mà đăng lên Facebook để cho mọi người biết rằng là các bạn yêu thương Diễm rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Bye.